Vâng, thì sau đây em xin giới thiệu bộ đàn mini Onkyo UN7 nhé. Đây ạ, mọi người có thể quan sát qua đây. Đây. Ở đây thì hãng còn tem của bên Nhật này, chưa bóc hết này. Đấy, bộ này về cũng được coi là khá là đẹp nhé, rất là đẹp này. Đấy. Đấy. Trước tiên thì ưng vào mắt thì đầu tiên là cái bát đàn. Đấy, bát màng carbon nhé, nhìn rất là sang trọng luôn. Mà đặc biệt là màng carbon này thì sẽ chất âm rất là chi tiết và hay nữa. Đấy, và tem này rất là đặc biệt luôn, điểm nhấn luôn cho loa này đó. Đấy thì xung quanh loa cũng rất là đẹp nhá. Đấy, ở đây thì loa đi kèm với bộ UN7 là loa N7 này, công suất 70W một loa nhá, trở kháng là 4 ohm nhá. Đấy thì rất là chắc chắn. Đấy, còn về phía âm đi nhá thì tất nhiên là nó sẽ khó tránh khỏi tình trạng bị xước xát nhá, do quá trình vận chuyển và do bên Nhật họ cũng đã sử dụng một thời gian rồi, nên hàng về như này thì được coi là đẹp nhất bởi vì nó không bị móp méo mà nó chỉ bị xước nhẹ thôi ạ. Đây UN7 nhá, mã UN7 này. Đây CD nhá. Đấy. Ở đây có cả CD và MD nhưng mà nhà em chỉ bác CD thôi nhá, còn MD thì không có, nhà em không có điện, với cả quá trình dùng sửa MD rất là khó khăn nên là nhà em không bao MD được. Đấy. Đây về chi tiết của âm đi nhá. Đây UN7 này. Đấy. Công suất là 66W nhá. Made in Japan nhá, được sản xuất tại Nhật Bản luôn nhá. Đấy. Có rất nhiều cổng kết nối để mọi người có thể nối vào nhá, như đường line này, đường led này. Đấy. Để nghe qua điện thoại. Ngoài ra thì ở đây có phần này để mọi người đấu vào với cả sắp điện, đứng ngoài sắp điện này. Đấy. Ngoài ra thì UN7 đấy cũng có đường quang nhé, để cống kết nối vào TV nhé, rất là tiện lợi luôn, cho sự âm hay. UN7 cũng được coi là một dàn cao đấy, so Onkyo thì có các đời như 357 đấy, thì 3579 thì 7 cũng được coi là một dàn khá cao trong series của Onkyo rồi. Đấy, hình thức rất là đẹp, bắt mắt. Và rất là đẹp, màu rất là tươi mới luôn. Với dàn này thì mọi người chú ý giúp em là sử dụng điện 100V nhé. Dàn sử dụng thích hợp cho phòng dưới 18m2 giúp em để đánh chi tiết và hay nhất. Còn nếu phòng to quá thì chúng ta sẽ chú ý là lựa chọn dàn to hơn một chút, vì đánh phòng to quá thì chất âm nó sẽ bị loãng hơn và nghe nó sẽ không hay. Và lúc đấy thì âm nhạc của chúng ta sẽ được coi là bé. Đấy. Thì mọi người ai yêu thích dàn này, muốn mua dàn Onkyo UN7 này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng thì em vẫn ở số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phố Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Đấy, mọi người có thể ghé qua trực tiếp để xem sản phẩm nhé. Đấy, dàn rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bao quanh hình thức. Rất là đẹp nhá. Đấy, mọi người yêu thích thì liên hệ ngay với em theo số điện thoại em vừa đọc nhá. Em nhắc lại một lần nữa là 0966 594 581 nhá. Em xin kết thúc video tại đây để quay thêm một số sản phẩm khác nữa nhá. Rồi em xin chào và cảm ơn ạ.